Như chúng ta thấy admin và admin ở đây. Công lý chúng ta dự đoán thì column 1 ở đây sẽ trả về giá trị là 1, chúng ta sẽ không EQ. Như vậy là đã trả về là 1 rồi. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core API SQL Server 2022. Và trước thì chúng ta đã tiến hành phần 1 của chức năng đăng nhập. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục chức năng đăng nhập ở phần tạo API ở trên .NET. Và trước thì chúng ta đã tạo bảng người dùng với ba cột tên đăng nhập, mật khẩu và họ tên. Và chúng ta cũng đã suy luận ra cách logic đăng nhập, đấy là chúng ta sẽ select cao sao from người dùng. Nếu column return bằng 1 thì sẽ là đúng tên mật khẩu và đúng tên và mật khẩu thì sẽ cho đăng nhập. Bên này chúng ta sẽ tạo một API mới. Đầu tiên chúng ta sẽ vào project .NET của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm một model mới. Ở đây tôi sẽ copy model thực đơn và tiến hành đổi tên. Chúng ta sẽ đổi thành người dùng. Rồi, ở trong này chúng ta có ba bảng tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên. Chúng ta sẽ tiến hành gõ lại. Thêm một trường nữa, họ và tên. Chỗ này chúng ta cũng sẽ đổi tên class thành người dùng. Ok, như vậy chúng ta đã có model rồi. Tên đăng nhập của chúng ta cũng là string. Ở đây tôi sẽ sửa lỗi chính tả. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng tạo một controller mới. Tôi sẽ copy controller thực đơn, đổi tên thành người dùng controller. Ok. Và đây như chúng ta đã phân tích, chúng ta sẽ select. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng câu này. Các code ở phía sau chúng ta sẽ dùng sau. Ví dụ như port này sẽ là đăng ký này, insert into. Còn update thì chúng ta sẽ sử dụng để người dùng khi người dùng cập nhật thông tin hoặc là thay đổi mật khẩu. Và delete tức là xóa người dùng. Ba phần sau ta chưa sử dụng, ta sẽ comment lại. Phím tắt comment ở trong Visual Studio đấy là Ctrl K, Ctrl C. Ok, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình lại hàm get của chúng ta. Chúng ta sẽ đổi tên hàm get này thành hàm đăng nhập. Sau đây chúng ta sẽ đổi hết chỗ chữ thực đơn thành chữ người dùng. Các bạn bấm Ctrl H, sau đó ở ô trên nhập thực đơn, ở dưới là người dùng. Đây là hộp thoại để chúng ta sẽ replace, và chúng ta sẽ replace ở trong current document, tức là ở trang code hiện tại. Chúng ta sẽ nhấn vào replace O hoặc Alt A. Như vậy là chúng ta đã đổi hết tên thực đơn thành người dùng và đã không còn báo đỏ nữa. Như vậy các bạn có thể thấy là đã có 21 cái chữ được thay đổi. Ok. Chúng ta sẽ thay đổi câu select này. Đây, chúng ta sẽ lấy câu lệnh ở đây. Select cao sao from where. Chúng ta sẽ paste vào câu select này. Chúng ta sẽ chuyển vào đây. Tên đăng nhập vào mật khẩu. Vì chuyển xuống tên đăng nhập mật khẩu nên là trong hàm của chúng ta để cần truyền tham số xuống. Chúng ta sẽ
chuyển tham số người dùng xuống. Ok, ở đây chúng ta sẽ cộng người dùng chấm tên đăng nhập, tương tự với mật khẩu. Ok, trông đã ngon nghẻ rồi, chúng ta sẽ test API này. Chúng ta sẽ nhấn vào đây, chạy API. API của chúng ta đã tạo thành công ở trên này. Chúng ta sẽ cùng test. Đây là example value, searching. Chúng ta sẽ chạy down. Chúng ta sẽ để mặc định luôn. Và kết quả phải trả lại về cho chúng ta một cột có giá trị là 0. Execute. Response trả về 200 success nhưng có lỗi detail. Fail to execute fetch on window. Request with head get head method cannot have body. Hàm get của chúng ta không thể truyền một đối tượng, chỉ có thể truyền chuỗi thôi. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Một là chúng ta sẽ truyền chuỗi vào đây và chúng ta sẽ ghép nối chuỗi tên đăng nhập và mật khẩu từ trên giao diện xuống, và trong API chúng ta lại tách ra. Như vậy hơi cực. Để thuận tiện hơn thì đơn giản chúng ta sẽ chuyển hàm HTTP GET thành HTTP POST. POST thì sẽ có cả header và body. Body thì chúng ta có thể chuyển đối tượng xuống. Ok, chúng ta sẽ cùng test lại API này. Chúng ta nhấn vào HOT RELAT. Thay đổi Review and Apply trên. View lại project và apply những thay đổi. Project chúng ta sẽ được view lại và apply trên server. Visual Studio càng ngày càng hiện đại. Chúng ta không cần phải build lại toàn bộ project nữa mà Visual Studio sẽ nhặt lại những thay đổi và build lại. Như vậy thì quá trình build sẽ nhanh hơn. Vậy là đã build và deploy lại trên local thành công. Chúng ta cùng test lại. Chạy ra execute. Respond trả về 200 và có một cột là column 1 giá trị là 0. Đúng như chúng ta dự đoán. Nếu tên đăng nhập mật khẩu khác, còn chúng ta sẽ thử với tên đăng nhập mật khẩu đúng. Ở đây chúng ta có tên đăng nhập mật khẩu đúng là admin và admin. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra trước ở trong SQL column 1. Chúng ta cùng kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Đây, dòng ghi bản ghi thứ hai là admin admin này. Như vậy thì nếu như chúng ta thay admin và admin ở đây, họ và tên này chúng ta chưa dùng nên chúng ta để thế nào cũng được. Theo đúng lý chúng ta dự đoán thì column 1 ở đây sẽ trả về giá trị là 1. Chúng ta sẽ cùng execute. Như vậy là đã trả về là 1 rồi. Chúng ta đã tạo thành công API đăng nhập. Ở buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý phần giao diện ở trên Angular. Ở chỗ này, chỗ chúng ta sẽ tạm dừng lại. Chỗ này tôi vừa nhìn thấy một chỗ sai. Họ và tem là họ và tên. Ok. Rồi, như vậy là bài học của chúng ta đã đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại
các bạn ở bài đăng nhập thứ ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.